Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu mở đầu hội nghị, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tiến cho biết, đến nay quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thành phố triển khai theo đúng quy định, tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng. Thông qua hội nghị lần này, các ý kiến góp ý sẽ được tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố và sau đó trình Thủ tướng Chính phủ. Và hôm nay thì như vậy là chúng ta trên tinh thần là sẽ tập trung một số cái nội dung mà chúng ta cần thảo luận thêm trước khi là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó là cũng tập trung một số cái nội dung mà Hội đồng thẩm định của Bộ Kế hoạch Đầu tư đã kiến nghị, thì chúng ta xem xét thử là Ủy ban thành phố đã tổ chức tiếp thu giải trình như thế nào. Theo dự thảo quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Với vai trò là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, là thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế, trung tâm tổ chức sự kiện tầm khu vực và quốc tế. Là đô thị sinh thái hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống. Về mục tiêu cụ thể thì GDP thời kỳ 2021-2030 đạt 9,5 cho đến 10% một năm. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 200 đến 220 triệu đồng trên một người. Về tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng xác định xây dựng thành phố trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, là trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế khu vực và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.